Xin chào em nha, chào mừng tất cả anh em đến với channel của mình. Thì hôm nay con ác bên server F150 tí Hà Nội cũng đã mở cái binh đoàn liên server rồi anh em ơi. Chính thức kết nạp thành viên tí Hà Nội vào binh đoàn liên server của mình, có thể quét được ải 3 sao hàng ngày. Con ác này thì rất có tiềm năng để có thể nuôi lên được tầm 15 ức, 15 ức anh em nha. Mình nói không sai đâu, tại vì tiềm năng của nó rất là lớn, có thể nuôi được lên đến 15 ức ấy. Nuôi sẵn bốn con tướng SS rồi thì có thể khoảng phải sau con này nó sẽ có thể kéo được vào những cái con khác lên cây cây 4 sao, nhưng mà hiện nay thì bây giờ nó cứ phải đi tạm cây 3 sao đã. Bây giờ mình sẽ mở một cái cây 3 sao test thử sức mạnh qua của những con này nha. Mình sẽ mở cái ác khác và mình cho con này dần tham dự. Đây, cái ác clone đây. Thẻ xanh thẻ đỏ, lấy thẻ xanh không nhỉ, thử lấy thẻ đỏ test đam của con này đi, những con còn lại sẽ cho vào lấy thẻ xanh. Binh đoàn của mình bây giờ thành viên hơi bị đông luôn, mình cho mấy cái con ác kia vào nha anh em, đợi một chút đây. Cà rốt này, tí này, cái vào chưa? Nhiều quá có khi loạn đấy anh em ạ. Asura này. Thế thì coi con ác S39 sẽ lấy một cái thẻ vàng đi. Lấy một cái thẻ vàng. Thẻ vàng sẽ ăn dưng vàng. Vàng này. Tạm thời team như này, bây giờ mình sẽ xếp cho nó chuẩn chỉ nha. Xếp này đi. Ý cho tí Hà Nội lên test đam đầu tiên luôn. Bây giờ là có nên lấy một cái thẻ vàng của những thành viên khác không, hay là phá hai thẻ xanh ta? Liệu sức mạnh này đã đủ ăn bốt hay chua? Này mới ghê nha anh em, ngắt chưa? Cái này là mình để phòng thôi. Thế thì bây giờ kiếm hẳn một cái ốc nào mạnh mạnh, ốc nào mạnh mạnh cái thẻ vàng đi để ăn double dương. Này thừa sức qua rồi, kiếm một ốc nào tầm 5-6 ức, 5-6 ức để đập bốt. Đập quái ăn dương bên kia, dương vàng bên kia. Tầm 5 ức rồi, 4 ức là cũng không không đánh được đâu, 5 ức rồi. Thẻ vàng 5 ức, chúng tôi cần thẻ vàng 5 ức nha. Anh em phải đợi thôi, đợi. Đây rồi, thẻ vàng 7 ức, có luôn. Rồi, tín dần tí Hà Nội ra sân, không biết bạn ấy có solo được luôn con bot này hay không thì thôi mình nghĩ dễ solo được lắm, nên là cho giờ hàng sau đi cho chắc, chắc kèo. Bắt đầu có bạn Tiến Dũng 15 ức này, tương lai 15 ức này thì sao không ra đánh 4 sao đi, còn chui vào 3 sao làm cái gì ta? Bỏ qua các trận chiến không bốt, chúng ta sẽ xem tí Hà Nội đánh đấm thế nào nhá. Cái này là nó có ba cái hai cái. Ui, hơi bị nhiều nham thạch đấy anh em ơi, không đùa được đâu nha, hơi nhiều nham thạch đấy. Để mình xóa một cái nham thạch đi, nó có ba cái nham thạch luôn, ba cái bẫy luôn. Boss sẽ được hồi 3% máu qua mỗi lượt, không biết mấy bạn kia sẽ đi đấm như nào.
Thôi, con này là cái con phủi bắc, phủi mía không tính, xem tí Hà Nội đánh nhá. Cố lên tí búp nhân 50% sức mạnh. Mình tin bạn sẽ hạ gục được 50% máu của bot thôi, chứ hạ gục được ngay chắc là chưa. Hiện tại chắc chắn là chưa. Biệt đội Asura. Let's go baby. À. Rút máu ở được anh em ơi. Vegito rút máu vẫn được nha. Vẫn rất kinh. Vẫn chất trừ đấy. Bao nhiêu ngày tháng chờ đợi thì mãi mới đến ngày này. Nhưng mà cái này chắc thì rút được tầm 50% máu bốt thôi. Xếp lại team cho con này. Xếp lại. Cho nó xuống vị trí thứ 5. Khi để nó vị trí thứ 2 này bư chết thì mình cũng không nên thắt thương ấy. Ui, được có tí tẹo phần trăm máu bốt rồi anh em ạ. May là vẫn thắng đi nha. Tưởng thua thì nhọn lắm. Chắc là bạn này bạn ấy thịt rồi. Bạn Dũng này bạn ấy thịt rồi. 15 ức cơ mà cũng được. Đấy, thịt ngay. Vẫn là bạn kia bạn ấy gánh hộ. Bạn tí bạn ấy thất bại ở cái binh đoàn 3 sao này này. Không biết sẽ như nào đây. Sẽ như nào mà thất bại đây. 8, 4, 4, 2, 10, 11. Trời, không phá bẫy đi làm gì có đam mà đánh. À nó hồi máu. Được thêm 3 ô nữa. Mở thôi. Bây giờ mình mở. Và dưa mình mở thôi. Y phục dày 6,7 ức rồi anh em ạ. Trong một tương lai không xa. Mình là xếp như vừa nãy mà không có ông 15 ức kia mình nghĩ dễ toa lắm. Có ba cái nham thạch được, còn ba cái bẫy mà. Ba cái bẫy không phá mà đánh nó hồi máu ghê lắm. Mình nghĩ cái con ác 7 ức kia cũng không ăn được đâu. Có ông 15 ức kia mới ăn được không? Nên nó cũng là một phần hên khi may mắn là mình tìm được đúng cái ông đấy ông vào. Không thì cái trận này cũng toang. Nếu mà muốn ăn một cái ngon nghè thì phải xếp lại một cách chỉn chu hơn. Xếp team một cách chỉn chu hơn. Nói chung bây giờ mình đang cầm, hiện nay đang cầm 4 con ác đang cần phải cày ấy. Đủ một team mà, gần đủ một team, thiếu 1-2 người nữa. Thiếu 1-2 người nữa là đủ hoàn thành cái nhiệm vụ. Mình đoàn lên server 3 lượt hàng ngày, 3 sao trở lên. Không biết tương lai con này bao giờ mới lên được tầm quét được 4 sao ta. Quét 4 sao chặng đường cũng hơi gian nan luôn. Trước hết là con này phải lên 4 sao đỏ.
Muốn sao đỏ thì cũng easy thôi, hàng 10 trên 250 mảnh này này. Thì như xong phần 120 là bắt đầu có hai hồn đỏ đấy sao ấy nhỉ? Hay là vẫn một hồn đỏ nhỉ? Hay là vẫn 10 hồn đỏ nhỉ? Chắc là phải xong 20 hồn đỏ chứ. Vẫn 10 anh em ơi, vẫn 10. Thế thì cứ bình tĩnh rồi. Nên thôi anh em ạ. Bye bye và hẹn gặp lại anh em ở những clip sau nha. Anh em thấy hay thì cho mình share một like đăng ký kênh nha. Và cái sự kiện là mình định tổ chức kéo nhưng mà chắc là để xem lại đã chứ cũng khá bận anh em. Đang cầm trong tay 3-4 con ác phải chơi. Mà bây giờ kéo anh em nữa mà sắp xếp thời gian các thứ kêu gọi nó cũng mất thời gian lắm. Nên là mình xem xét. Bye bye anh em.